cái mặt giấy thì nó nằm phía ngoài. Ây da, nóng. Xin kính chào tất cả mọi người. Mình đang có mặt tại một bãi biển ở Bình Thuận nha. Đây, sau lưng mình có rất là nhiều rác thải nè. Ngày hôm nay thì mình tiếp tục ra đây để làm một tập sinh tồn nha mọi người. Đó, vừa sinh tồn vừa đi săn bắt luôn. Hôm nay thì mình có đem theo là kiến lặn nè, nước uống. Ra đây thì mình sẽ tạo lửa bằng cái pin pin của đèn pin đó, với lại tự lụm những cái gác ở đây để mà làm liều. Bây giờ thì trời nó cũng gần trưa rồi mọi người, khoảng 9 giờ mấy 10 giờ mà nắng như thế này nè đó, cho nên thì mình sẽ cố gắng mình che cái liều ở ngay cái hốc đá này để tối nay mình với anh cameraman sẽ làm cái chỗ trú ẩn. Còn củi thì ở đây nó nhiều lắm, để một lát nữa mình làm liều xong mình sẽ đi lụm củi sau. Còn buổi tối á thì mình sẽ đi ra phía bên này để mình lặn ở dưới những cái gạn đá này nè. Ở đây là cái vùng biển nó im nha. Đó, phía bên kia là bãi biển Cổ Thạch đó mọi người. Bên kia là bãi biển Cổ Thạch. Còn phía bên này là cái khuất, cái eo nó ngay chỗ này nó khuất gió. Cho nên mình sẽ sinh tồn ở đây để có thể lặn săn bắt cho mọi người xem. Còn bây giờ thì mình với lại anh Trung sẽ tiến hành đi lụm gác với lại làm liều nha. Đây. Ở đây thì mình thấy có một cái tấm bạt nè. Đó. Đây. Mình lụm cái bạt này về để mình làm liều. Che cái máy liền nha. Đây cũng có rất là nhiều củi luôn. Ra cái củi sống đánh vô quá trời. Hình như ở đây có ai cắm trại sẵn rồi. Đây cũng có một cái tấm. Cái tấm này tấm xốp. Nó hơi bị rách nhưng mà không sao, chắc che cũng được. Cái đinh xám đẹp được cái đinh. Củi thì bao la. Quá trời củi luôn mọi người ơi. Đây thì mình thấy có cái bóng đèn nữa nè. Thấy cây. Đây. Đó, mình sẽ lượm được cái bóng đèn này luôn, mình để dành. Nếu mà tạo lửa bằng cái viên pin không được á thì mình sẽ chuyển qua tạo lửa bằng cái bóng đèn này nha. Giờ thì mình để lại đây. Đó, anh em mình đi gom rác thải ở đây coi cái nào tận dụng được thì sử dụng. Có mấy cây dài dài mình làm lều chứ. Để kiếm mấy cây dài dài cái đã. Nối lại không? Cái cây này cũng được nhưng mà thẳng thẳng á, mình nối lại. Cột nối lại. Nắng quá trời nắng rồi. Kinh khủng thiệt. Đây mình cứ gom ra đây hết đi, hết gom về. Trời dép mút xốp đủ kiểu.
gì ta? Kính xe, có mấy chiếc tay ga, cái trắng bùn. Lụm luôn. Gì vậy? Dao thái lan. Dao nóng nóng. Nó nắng nóng quá. Đây. Này mình lụm được một cái dao nha. Cái dao này để cắt dây rồi cũng được. Để chừng đạp á. Để thôi, đừng đi vô chúng á. Mấy cái xốp nữa nè. Tại biển ở đây khá đẹp luôn á. Biển cái đá gì nó bị hút gió cho nên nó rất là im nha. Cái biển êm. Đây có cái ba lô nữa nè. Có gì trong không? Rồi có tiền triệu đó. Mở ra vàng gì không? Mở ra vàng gì không? Mở ra thấy mấy chục ký bánh là giàu luôn. Tao không có gì hết. Cái này để tối mang theo làm cái đồ đựng bắt cá bỏ vô. Ở đây cũng có san hô nữa nè. Đẹp ha. Không lẽ lặn dưới biển này có san hô ta? Chắc có hên xui à. Để tối anh đi lặn xem thử à. Rồi, mình tiến hành làm leo đấy. Làm leo hết. Nay mình đang làm cái khung cho cái lều chú ẩn nha. Có cái sợi bỏ đâu vậy? Nó cái xe cục đá nối lót cái chỗ ngủ. Mình với lại anh Trung cũng che xong cái liều cái chỗ này cho nó bớt nắng rồi nha mọi người. Đó bây giờ thì hai anh em cào cái sỏi này xuống để lắp tối nay nằm dưới này luôn nha cho nó im. Tại vì ở đây nó có một cái lỗ hủng nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái viên pin ở bên trong cây đèn pin này ra nha. Đó, đây là cái đèn pin mình đem theo nè. Mình sẽ dùng cái viên pin này với lại tờ giấy bạc. Thì hồi đó giờ mình thấy người ta tạo lửa bằng cách này á, nhưng mà mình cũng chưa có thử bao giờ hết. Hôm nay thì mình sẽ dùng cách này để tạo lửa xem nó cháy không nha. Thế rồi, thí nghiệm rồi. Ở đây thì mình có chuẩn bị cái ủ chim nè. Đó, với lại ít củi. Lát cháy là mình để xuống dưới đó luôn. Giờ cho nó một đầu mình để xuống bên dưới này nha. Đó. Còn một đầu mình chạm lên trên này. Đó, lưu ý là cái mặt giấy bạc này nó nằm bên trong nha. Đó, cái mặt giấy thì nó nằm phía ngoài. Ây da, nóng. Ủa sao nó không cháy mà nó nóng? Nè, điện nó chạy qua mà. Mình thấy hình như là chỗ này nó làm cái eo nhỏ lại nè. Chỗ này phải xé cái eo nhỏ lại hay sao á. Thì cái chỗ nào nó nhỏ thì nó sẽ đốt trước. Cái giống như dây đốt nóng vậy đó. Rồi giờ lấy cục sỏi tè đi, nó mới nóng quá. Dây che gió là giùm em đó nha, coi nó cháy không. Cháy. Ok. Ô, cái này bắt lửa được nha. Ô, nhanh gọn lẹ. Rồi. Ok, thành công trong mẫu nước nhạc. Lần đầu tiên mình chơi cái trò này luôn á mọi người. Rồi. Tạo lửa quá đơn giản. Mà sao nãy đụng như nó nóng. Hết hộn chơi. Điện chạy qua mà.
đó giờ thấy trên mạng nó làm á, giờ phải làm thử nè. Rồi ok. Hồi trưa giờ thì hai anh em mình có làm xong cái liều với lại đạo lửa nha. Lúc nãy thì mình cũng đã chế tạo thành công một cây chĩa để tối nay đi săn cá. Thì tối nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem sao. Còn bây giờ thì tranh thủ trời còn sáng, mình với lại anh Trung sẽ đi xuống dưới này lặn để mà tìm mấy con ốc nha. Chứ ban ngày tìm cá không có. Ở đây có ốc quá trời luôn nè. À, ốc lên. Đó, ở đây nè. Quá trời ốc luôn, rất là nhiều. Ốc này nhỏ quá, ăn mà ngồi lễ chắc lâu lắm. Bây giờ thủy triều thì nó đang rút cạn xuống rồi. Hồi sáng thì nó lên tới trên này luôn nè. Bây giờ nó rút xuống thì nước nó hơi đục một tí xíu. Bây giờ thì trời nó cũng đã tối rồi nha mọi người. Còn đây là cái cây chĩa hồi chiều mình làm nè, để bây giờ mình đi săn. Đây. Đó. Hồi chiều mình có hồi sáng mình có nhặt được một cây dao. Thì hồi chiều mình làm cây tre này nè, mình chẻ cây tre này ra làm hai. Xong rồi mình nhét cái lưỡi dao vô để mình làm cây chĩa nha. Thì một lát nữa mình sẽ đi xuống dưới để mình xơm cá. Hồi chiều xuống dưới mình tắm á, thì mình thấy nước ở dưới nước nó đục lắm mọi người. Có thể là do thủy triều nó đang rút á, nó đục lắm. Thì một lát nữa mình xuống xem coi có quay được không nha, cho mọi người xem. Nhưng mà mình lặn thì mình vẫn thấy được á, mà chịu mình lặn thử thôi.
chỉ sợ là vô camera thì nó không có trong để cho mọi người xem cho nó rõ đó. Nên bây giờ trời nó cũng vừa sập tối rồi, cho nên hai anh em sẽ đi lặn kiếm cái gì ăn. Đây sáng giờ nó cũng đói bụng quá, mình chỉ đi ra đây chỉ có mang theo nước thôi đó. Cái bình nước của mình là mang cái bình 5 lít luôn, nó mang theo một bình nước 5 lít nè, cây dao, đèn pin với lại kính lặn. Còn lại thì đồ ăn không có đem, cho nên giờ phải đi tìm đồ ăn thôi đó. Hai anh em giờ đi thôi. Thank you.
Đây là thành quả hồi nãy giờ anh em mình đi lặn nha mọi người. Đó, bắt được có 3 con ốc này thôi à, với lại 2 con cá này và một con cá này giống cá bóng lắm nè, mình không biết tên con cá này luôn. Lặn do nước nó đục quá mọi người, cho nên mình cũng không có quay được nhiều cho mọi người xem. Chắc là sáng ngày mai á, ngày mai thủy chiều nó lớn, nước nó trong hơn, rồi mình sẽ lặn buổi sáng mình đi bắt cua ghẹ nữa. Hồi nãy có mấy con ghẹ nữa mà mình thọc tay xuống là nó chạy, cái nước nó đục lên cái mình không có bắt được luôn. Với lại sảy một con cá ngát và một con cá gì bự bằng khoảng bàn tay như vậy nè, nó màu xám xám, có sọc đỏ, sọc vàng, sọc đen. Mình lấy cái dao mình chọt hụt nó chạy luôn, cho nên nước đục xong rồi mình không có quay được nữa, cho nên chỉ bắt được có mấy con này thôi. Bây giờ mình sẽ nướng nó luôn nha. Hai anh em đói rồi đó, nhóm lửa than lên nướng đó. Đây, nướng 3 con ốc luôn. Đây, con sẽ ghé cái cây thêm bên đây đi. Hay bỏ ngay đá nè. Đây nè, đường nè. Đó, 3 con ốc này, có con ốc này ốc mặt trăng nè, còn 2 con ốc kia là 2 ốc gì mình cũng không biết nữa. Nó gai gai không à, hơi lạ. Con này thì nhìn giống ốc nhảy. Rồi, nướng xong 3 cái con này, mấy con này đó, mình ăn xong mình sẽ ngủ nha. Tại mình lặn lên á, mình bị hơi bị say sóng một tí xíu, nó giận khó chịu quá. Đợi xíu nó chín rồi mình quay cho mọi người xem. Đây là những cái con hải sản của mình nướng nó đã chín rồi nha mọi người. Đó, 2 con cá với lại 3 con cá với lại 3 con ốc. Bây giờ mình sẽ ăn con này trước nha. Đó, mình với anh Trung cũng đói lắm rồi, thật sự là đói quá. Mà lặn lên nó say sóng tới giờ nó vẫn còn lừ đừ. Ô, con cá này thịt dai lắm nè. Đó, con cá này nhìn nó giống như con cá bóng hay sao á. Ngọt không? Ừ, ngon á. Nhưng mà giống như con cá bóng cát vậy đó, nhưng mà cá biển. Cái đầu mình thôi, mình không có gì để ăn, bỏ đi. Đây, cá này ngon nè anh Trung. Cho nửa con rồi đó, bây giờ mình ăn cái con nhỏ này luôn nha mọi người. Cá này cũng cá gì lạ quá mình không biết. Thử miếng này coi. Wow, cá bốc khói luôn, ngon á. Cá ngon nữa không? Cá đó là cá biển, nó thịt nó như cá bóng cát mình á. Đây. Cá này ngon hơn. Ăn lên dùng lát nữa ăn mang thử này nè, ngon lắm. Nó ngon hơn cái con anh mới ăn nữa. Tiếc là xảy mấy con cá bự rồi, bắt được mấy con cá nhỏ không à. Cho nên bắt được bao nhiêu thì anh em mình ăn bấy nhiêu nha. Ngày mai ban ngày mình sẽ đi lặn này, bảo đảm với mọi người là sẽ có rất là nhiều cua với ghẹ. Hồi nãy mình lặn xuống dưới á, cua ghẹ bự lắm mà nó chạy cũng nhanh nữa, mà nước đục nó chạy vô nó lặn trốn hết trơn à. Ngon quá. Mình ăn một con ốc mặt trăng rồi, giờ mình đập luôn đó. Ốc mặt trăng thì mình chỉ nên ăn cái đầu, phần đầu nó thôi nha,
cái phần đuôi mình nên bỏ đây đi, đừng lên đây, mình bụng yếu lắm, bỏ luôn cả cái này luôn. Đây còn là cái mày, mắt chăn mắt một chăn nướng là ăn ngon rồi. Rồi ăn luôn đi anh Trung ơi. Vô rồi giờ mình để cho anh Trung anh ăn thử con cá bự này nè mọi người. Lột cái bảnh cái da ra nè, da nó cứng, da nó cứng, lột nguyên một lớp lớn dễ lắm. Cá này ăn ngon hơn con cá dài lúc nãy. Cá kia nó hơi cát cát. Đúng rồi, ăn nó hơi cát cát. Thật nó nhìn đã. Ngon lắm. Đúng không? Ngon hơn. Nó ngọt. Thịt nó ngon hơn con cá kia luôn. Chắc thịt. Này có muối ớt nữa chấm là đúng bài luôn. Mà cái da nó cũng dễ lột nữa. Thịt quá trời luôn mà. Còn hai con ốc này cho anh Trung ăn nè. Đó. Thịt đã. Đây. Hai con ốc gai. Con ốc gai với con ốc nhảy hay sao á. Ốc dài này là ốc nhảy nè. Lấy cái này là phải lấy đồ đập, cái sỏi đập. Bỏ ruột nha anh Trung, đừng lấy ăn cái ruột, ăn cái đầu thôi. Đúng rồi, bỏ phần đuôi đi. Đó, cái phần đen đen dưới đó là bỏ luôn đó. Con này đúng không? Đúng rồi, phần đó bỏ luôn, ăn cái phần đầu thôi. Đó, cái đó ngon đó. Khói hả? Khói. Dai không? Dai, ngon. Nè, con này bữa em ăn rồi. Đập luôn đi, có cục đá bự nữa. Cẩn thận cái tay nha. Mấy con ốc này nên bỏ đuôi hết, ăn đầu thôi. Đâu, em quay cái gậy. Nó có cái mày không? Có. Ừ, rồi ăn đi, ăn đi. Da dữ vậy hả? Dạ. Thôi, làm miếng cá này nó đi rồi giờ đi ngủ luôn. Để chiếu đi ngủ rồi. Ôi đi ngủ thôi. Đó. Tắm này sáng mình nịnh rồi. Em nằm trong nha, nằm ngoài nha. Khói nằm đây, khói nó hơi cay bắt xíu. Nhưng mà được có một cái là nó ấm. Có cái màn này nó che lại cũng đỡ nè. Thôi xin phép mọi người hai anh em mình đi ngủ nha. Bắt cá cũng ăn xong hết rồi. Có chỗ này nằm cũng rất là im. Rồi chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha. Sáng ngày mai thì mình sẽ đi lặn tiếp để quay cho mọi người xem. Chúc mọi người ngủ ngon nha, hẹn gặp mọi người ngày mai nha. Ngày mai biển buổi sáng nước lớn trong lắm, quay sẽ đẹp. Bye bye mọi người. Thank you.
Chào buổi sáng tất cả mọi người. Khỏi ngủ được không anh Trung? Cũng được nhưng mà hơi đau lưng, cái sỏi hơi đau lưng thôi. Tối qua hai anh em mình nằm ngủ ở đây nè. Nó không có bị lạnh nha, tại vì nằm sập xuống dưới này nó bị phức cái đầu cho nên nó không có gió. Cái này nằm kế đóng lửa nữa. Anh em mình giờ hôm qua giờ thử thách ở đây cũng được khoảng 20 giờ đó mọi người. Sáng hôm qua tầm khoảng 9 giờ là mình tới đây, dựng trại là khoảng lúc 10 giờ mấy. Cái thử thách này anh em sẽ làm tới chiều ngày hôm nay nha, là 32 giờ. Lát nữa đợi trời nó sáng sáng á, biển nó trong thì mình sẽ ra mình săn bắt kiếm ăn nha. Tại vì giờ cũng hơi đói bụng. Tối qua anh em ăn có 3 con cá với lại 3 con ốc thôi. Nước thì mình có mang theo cho nên không có sợ hết nước nha mọi người. Chỉ ở đây là cắm trại sinh tồn để săn bắt thôi. Đóng lửa mình là sáng nó ngúng tắt rồi, mình mới thổi cho nó cháy lại á. Còn nó ít than thổi, thổi giờ này nó mới cháy lại được. Gia cố cái mũi chĩa của mình nha. Mình hơ mấy cái nhựa này để mình đắp lên cho nó dính lại cứng chắc hơn nè. Đó. Để lát nữa mình đi săn mấy con cua, mấy con ghẹ nha. Bắt bằng cái này cái mình giọt nó lên nó không có kẹt. Mình đã chế tạo cái mũi chĩa nó chắc hơn nha mọi người. Đó. Cái này thì lát nữa đi đâm gá thì nó sẽ chắc hơn, nó không có lỏng lẻo như là tối hôm qua nữa. Đợi nắng nắng lên xíu rồi mình sẽ ra đây. Hồi tối là thủy chiều nó giật cái nước này nè, ra tốt là xa luôn nha. Bây giờ buổi sáng nó mới hồi trở lại được bao nhiêu đây nè. Sáng hôm nay thì mình thấy nước nó trong hơn chiều hôm qua. Chiều hôm qua nước nó đục quá, lặn không có thấy, quay không có rõ cho mọi người xem được. Nước trong quá trời luôn, cá nó vô tới đây luôn rồi nè. Mấy cá nhỏ nhỏ. Ủa, ủa, đá quá trời luôn. Thì dưới xuống gần nó là nó chạy hết à. Nhát đó. Nước rất là trong à, nguồn cái bãi dưới này là đá sỏi này đẹp luôn, trong béo à. Thank you.
mình mới nhặt được một cái thùng xốp này nha. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần gì này ra chia làm đôi để mình đắp lại bên này, rồi sau đó hai anh em đi ra biển lặn luôn. Cái này để đựng cua với ốc nha mọi người. Giờ anh em mình chuẩn bị đi lặn nha. Ủa miếng nước dưới đây đi lặn. Đó. Đây cái thùng mình đã chế xong rồi nha. Đó. Lôi ra biển. Đừng đầy cái thùng đó em ăn về rồi. Đầy sỏi á. Lộn sỏi đẩy vô đi vô. Thôi mấy anh em mình đi lặn nha mọi người. Rồi đi ra đây. Ok.
đây đầy xô, cái lộn đầy sọt nguyên thùng luôn. Đâu hai con nha, hai con à, anh em mình mỗi người một con. Ban ngày mấy con cá nó chạy nhanh quá mọi người, mình không thể nào bắt được nó nha, không dí kịp ở đâu. Ban ngày nó chạy nhiều gì nè, còn cua thì ban đêm mình thấy có cua, nhưng mà ban ngày không thấy con cua nào hết á. Cua thì ban ngày nếu có thì mình có thể bắt được á, còn ban ngày giờ mình nhìn mình thấy nó trốn đâu hết trơn rồi. Con cá hay chạy nhanh quá. Đặng hồi nãy giờ chỉ quay mấy con cá nó lội cho mọi người xem chơi, giống như nó chọc tích mình vậy đó, chứ mình không có bắt được con nào hết. Nè, lát anh một con, em một con. Hôm mấy chiều đi lượm mấy con ốc đi nướng ăn đi. Chứ giờ lên nó hơi chóng mặt xíu, lên nghỉ mệt xíu đây rồi đi bắt mấy con cua với con mấy con ốc ở trên bờ. Ở đây hải sản có nhưng mà ban đêm thì mới bắt được, chứ ban ngày như mình đi xôm cá thì không có xôm được rồi. Rồi đi vô đây mọi người, mình vừa chế tạo ra một cái bẫy cá nha. Đây là cái phao nổi ở phía bên trên đó, nó có một sợi dây cước nãy mình nhặt được nè. Còn bên dưới này là một cái chai nước ngọt, mình cắt đôi nó ra, cái phần đầu chai đó mình làm cái hôm đó, mình buộc dây lại để mình bỏ mấy con ốc vô đây nè, cho vụ cá nó vô nha. Đây sáng mình lặn thì chỉ bắt được có con sò này thôi à. Giờ mình đập nó ra luôn đó. Đây có con sò này, mình cạy nó ra mình làm mồi luôn nha. Mình bỏ nguyên cái vỏ với lại thịt của con sò vào trong này, với lại bỏ thêm một viên sỏi vào nó cho nó nặng, nó chìm xuống. Ở dưới này mình khoét mấy cái lỗ để cho nó thoát nước nè. Bây giờ mình sẽ đi ra cái hốc đá ngoài kia kìa, mình đặt xuống nha. Xuống rồi. Hồi sáng mình ra ngoài mình lặn á, mình thấy có những con cá bự nó trốn ở dưới cái hốc đá đó nha, có rất là nhiều cá bự luôn. Bây giờ mình quăng ra đó rồi, để chiều mình lội ra mình thăm, tới nào chiều cá nó cũng vô thôi mọi người. Thất bại à? Không có gì hết nha. Giờ hai anh em mình đi đục hào luôn. Đây. Con này là cái con hải xâm đen. Đen thui hả? Tại vì nó bị đóng cát á nè. Nãy giờ mấy anh em mình đục được bao nhiêu đây hào nè mọi người? Đó. Lát về mình sẽ rửa sạch rồi mình nướng nha. Tại hiện tại là cái mực nước biển nó rút ra rất là xa rồi, cho nên nó lộ lên những cái cục đá này nè. Chứ bình thường ra khó ra bắt được mấy con này lắm, nó lặn ở dưới nước sâu lắm. Hình như đây có một con nè. Đây. Đó. Nhìn mọi người nhìn xem, nó y chang cái cục đá luôn. Nhìn không phát hiện được nó đâu. Đây để mình đục cho mọi người xem. Đó. Đây. Đó là con hèo đó nha. Hèo này đóng gông nhìn khó thấy lắm. Giờ hai anh em mình đi đục hèo thôi. Ồ, vậy là có mồi ăn rồi. Đó nè. Đó tự nhiên nguyên cục đá hình nó tròn tròn láng láng ở đây có hơn. Cái cục nó nhô ra như cái mềm mềm này là không phải nha. Đây cái cứng cứng này mới phải nè.
đó. Đó, nguyên con heo luôn, nhìn nó không khác nào cục gông hết. Đây mà con nó nè, đây nè. Đó. Ui, bể ơi, đây nè. Đó. Nó dính luôn cái vỏ tới nó mà gõ bể luôn. Ý con nhím nè. Con cù gai hay sao nè? Nhím biển. Đó. Con này mà nó chích một cái thì thôi nhức lắm mọi người. Đây. Cực kỳ nhức luôn nha. Cái con này cũng ăn được á, nhưng mà bên trong nó có tí xíu gạch à. Mình phải bẻ hết gai nó đi, rồi sau đó để nướng. Nướng rồi khoét ra một lỗ để lấy gạch, để mình tiêu diệt nó. Cái con này thì người dân đi biển người ta cũng không thích đụng đến nó đâu. Đụng vô một cái là nhức lắm. Rõ nẹt lửa luôn. Lửa cái cạnh đó đó, rồi bể vỏ. Gõ gõ sát với cái miếng gạch thì nó còn được. Còn dưới bung, rồi rớt. Chìm luôn rồi. Con kia bỏ luôn hả? Bẻ rồi. Rồi còn con nào nữa không? Đâu còn con nào nữa không? Phải không? Đó đâu phải đâu. Đó là đá, không phải. Không phải. Thấy không, nó mềm. Nó không phải, nó là đá. Đây, con này bự luôn nè. Đây là cái số hào mà hồi chiều giờ hai anh em mình bắt được nha mọi người. Đó, đi đục mấy tiếng một hồ luôn. Giờ thì trời nó cũng vừa tối luôn rồi. Hai anh em tranh thủ nướng ăn xong rồi dọn cái chạy nữa. Tại vì lố 32 giờ của anh em tụi mình rồi. Mà bây giờ thật sự là nó rất là đói và mệt nha. Sau hơn một ngày tụi mình ở đây á, thì hải sản ở dưới biển á có rất là nhiều, nhưng mà do không có cái công cụ hỗ trợ để bắt á, cho nên mình cũng không có bắt săn bắt được nhiều ngoài mấy con hào này. Cá thì nó cứ lội bơi bơi trước mặt mình thôi, nhưng mà chĩa không có được, nó lội nhanh lắm. Cho nên hai anh em mình quyết định là ăn hết cái mấy con hào này, nướng xong thì kết thúc clip ở đây luôn. Nên đã lố giờ của anh em tụi mình rồi, thật sự là rất là mệt. Cũng may là nước uống mà mình có mang theo á, còn đồ ăn thì nó hơi khó săn bắt một xíu. Bây giờ đang đốt đúng cái đống củi này nè, để cho nó có than rồi hai anh em nướng. Đây đống củi nè. Đi bắt lại quay tới chiều giờ này mới về. Giờ mình để vô mấy con này mình nướng luôn nha. Để chiều nào ta? Vậy ha. Hay là như vậy? Cái mặt nó mặt lưng á. Vậy là để lên vậy đúng không? Ừ. Đó. Mấy con này rất là nhiều đây nè. Giờ mình cạy lỡ bể ra. Còn thịt không? Còn thịt luôn. Con này con nó bự bự không à. Mà nhìn phải kỹ lắm nha. Nhìn kỹ lắm thì mới phát hiện ra nó là con nhìn như một đá. Con hào. Có phân biệt. Mấy con hào sữa kia thì nhìn dễ nhìn. Còn mấy con này thì nó như rong riêu nó đeo vô nè. Đó, nhìn đâu biết là nó là con hào đâu. Nhìn như đá đi làm. Nướng ăn lên, đói bụng quá, trời đói rồi, mất sức quá. Ăn xong mình rút khỏi chỗ đây ra. Rồi ăn xong chạy. Nướng chắc 2-3 chặt quá mới hết. Hết chủ đề rồi. Đó. Nhiều quá à, thôi để dành đem về. Em lại vào ăn. Bây giờ ăn không biết đủ không nữa nè, nó đói nè. Đó. Cái bụng nó kêu luôn.
À, đây nha mọi người, mình cũng vừa nướng chín được mấy con hàu này nè, để hai anh em mình ăn trước, còn cái số hàu còn lại thì mình đang nướng tiếp nha, tại vì bây giờ đói lắm rồi. Đó, xin phép mọi người cho mình ăn con hàu này nha. Cái này thì sau khi ăn mấy con hàu này á thì mình với anh Trung sẽ giật cái thử thách ở đây, đã hoàn thành lố 32 giờ thử thách sinh tồn ở ngoài cái bãi biển này nha mọi người. Thì cái lần này mình đi thì sau khi đi xong á, mình rút kinh nghiệm đó là nên đem theo dụng cụ để săn bắt nha. Mặc dù là ở dưới biển có rất là nhiều cá nè, cua nè, nhưng mà mình chỉ cầm một cái cây chĩa không á thì cũng khó săn bắt lắm, tại vì mình không phải là chuyên nghiệp. Cho nên lần sau mình đi sẽ rút kinh nghiệm mang vợt hoặc là cái gì đó để hỗ trợ cho mình săn bắt nó dễ hơn, để quay cho mọi người xem cho nó hay hơn nha. Còn bây giờ thì mình ăn xong cái này là chạy thôi, đủ 32 tiếng rồi, rất là mệt mỏi nha. Nó hơi có cát một xíu, mình nướng nó đen hồi lụi rồi. Mà anh Trung vô ăn với em luôn, anh Trung không, nó hơi nhạt đúng không? Không, nó cũng cái gia vị nó có mặn mặn sẵn luôn rồi. Nhưng mà nó hơi có cát, nó hơi có cát một xíu. Vô làm một con Trung. Vậy thì mình anh em mình xin phép kết thúc clip ở đây nha mọi người. Hai anh em mình cũng đã dọn dẹp xong cái lều trại phía sau rồi, bây giờ thì sẽ rút đi ra khỏi cái bãi biển này. Quá đuối rồi, quá đuối và mệt mỏi luôn. Nhịn ăn có uống nhưng mà vẫn chịu không nổi nha. Thôi mọi người xem clip thấy hay thì nhớ cho anh em mình xin một like cũng như là một đăng ký và một lượt chia sẻ nha, để ủng hộ những anh em mình làm những cái clip tiếp theo. Xin phép chào tạm biệt mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Chào tất cả mọi người. Đi thôi.